Đã lâu lắm rồi, 7749 năm rồi chúng ta không làm một cái clip liên quan tới Squishy. Cho nên hôm nay thì mình sẽ rủ bạn Thành PATE BD vô để làm một cái clip về Squishy. Đó chính là đại chiến Squishy. Yes. 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 Chuẩn bị. Thì tụi mình đã chuẩn bị rất là nhiều Squishy luôn. Từ bình dân đến cao cấp mà rất là nhiều bạn yêu thích. Để tụi mình thực hiện video đại chiến Squishy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. À. Và bây giờ chúng ta sẽ ảnh tu si. Ai thắng sẽ là người chọn Squishy để đấu trước. Ok. Bây giờ vô. Ai thắng là được chọn trước đúng không? Ai thắng được chọn trước. Vô. Chọn mặt. Bởi anh sẽ chọn chiếc xe hơi. Nếu mà anh chọn chiếc xe hơi thì em sẽ chọn cái con này. Mặc dù là nhìn nó không có tương xứng nhưng mà chắc chắn là em sẽ thắng được. Tại vì con này sẽ chậm tăng hơn. Chậm tăng hơn. Bạn này là một bạn gấu hàng thường mà Nhi mua cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn được cái mùi thơm. Mùi thơm chứ không phải mùi thơm mà. Còn theo như một cái sự không hiểu biết gì về Squishy như bạn Thành PATE thì bạn ấy sẽ không biết trên tay bạn ấy là một chiếc xe giá trị hơn 300-400 ngàn của hãng Iridi. Thì đâu biết được, phải chị mới biết chứ. Nó có một cái license của Iridi nó ở trên này. Oh yes. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bóp trước đi. Bây giờ chúng ta sẽ bóp trước. Bóp vô rồi à? Chưa gì chứ. Thấy vô là nó là lâu lắm rồi, đã không. Không chơi lại nó bị lục nghề á. Đó, bây giờ đây. Bây giờ chúng ta bóp nha. Bây giờ tụi mình sẽ bóp vô trước. Bóp vô bóp. Okay. Bóp. Bóp. Bóp, anh bóp. Anh sẽ bóp. Anh giống như giặt đồ. anh nhẹ tay chút anh ơi. Dạ. Em nó còn nhỏ dại. Dạ, dạ. Rồi. 1, 2, 3. Lên rồi. Rồi, tỷ số 1-0 đúng không? Ok. Chưa. Bây giờ thì tụi mình sẽ để quýt xì vô giữa bàn. Rồi cái quýt xì của đứa nào thì để qua bên của đứa đó. Dạ. Bây giờ đổ lên cho đầy bàn nè. Em sẽ để mình vô đây. Đó, rất là nhiều quýt xì luôn. Rồi, bây giờ xìm tiếp. Bây giờ đây, mời bên Nhi nha. Bây giờ, em thắng cho nên em là chọn luôn. Ấy dạ. Gì? Dạ. Ủa, giờ mà em thắng bộ. Ủa, thắng là thắng được chọn luôn. Thắng được chọn chứ. Ai biết đâu. Trái cây. Trái cây hả? Dưới. Trái xoài đi. Đó. Ồ, bạn này rất là có duyên với hãng Iridi. Sao xoài này cũng make by Iridi luôn. Đâu, chữ đâu. Nó không có license nhưng mà nó có bao bì. Ok. Ồ, tôi mà thấy trái xoài trước là tôi lấy trái xoài rồi. Rồi, giờ bóp vô không? Bây giờ mình, đây, đây là trái dưa lưới tròn do của tôi. Mùi rất là thơm luôn. Trái xoài có mùi xoài luôn. Hiểu không hả? 1, 2, 3. Giặt đồ, giặt. Lại tiếp tục giặt đồ. Giặt đồ luôn. Đào, đào, đào thấu con tim luôn á. 1, 2, 3. Đừng có giỡn mà cái xoài nha, nó còn méo mó lắm là đó. Đó, còn, đó. Thôi được rồi. Rồi, chị thắng. Gì đó? Đầu lao, chỉ số là 1 đều. Một đề luôn. Một rồi, đề. Anh chọn tiếp. Anh sẽ chọn có ngon thì anh đấu với bổn tiền. Anh sẽ chọn bánh cupcake. Cupcake. Cupcake đó. Nhi sẽ chọn cupcake thì Nhi sẽ. Đây, Nhi sẽ lấy búp bê Nga đấu với cái bánh này. Cái này giống như mình hiểu biết rồi đó, cái mình ăn hiếp người ta. Ăn hiếp người ta đồ. Rồi, bây giờ đây, siêu phẩm búp ô búp bê nha ba cái ô luôn của Nhi. Còn đây là cái cookie đó của Thành PATE. Bây giờ bóp nha. Vô bóp không hai ba bóp giặt đồ đau lòng quá. 1, 2, 3. Các bạn có thấy gì không, mình lên rất là chậm luôn. Chậm lên con, chậm lên, chậm lên, chậm lên. Yeah, ê, 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 ê. Ủa sao thua hoài vậy bây? Thua hoài ta. Tỷ số là 2-1 nha. Anh nạp đâu. Dài nhỏ tiếp. Ta chọn cái gì hay ta? Chọn hamburger. Hamburger. Hamburger mèo.
hamburger mèo vậy thì em sẽ chơi. Này có mã gì không? Thua chắc luôn. Chơi cục nguyên cục. Em cũng không biết đây là cục gì nha, em chỉ biết đây là một cái cục chơi bình thường. Ok. Của hãng chơi luôn. Đây. Rồi. Đây. Siêu phẩm này là không thể nào mà rớt rớt như nãy là nhờ. 1 2 3. Này thì giặt đồ. Rồi. Công đoạn bóp xong rồi đó, chuẩn bị. 1 2 3. Lâu lắm. Không thì đừng ngại ngùng. Ôi. Okay. Siêu phẩm mà trời. Đang dẫn đầu, đang dẫn đầu cho nên là ủa. Tỷ số là nhiêu nhớ. Ở đều à. Đều đó. Bây giờ em chọn trước em. Các bạn hãy cổ vũ cho mình. Cổ vũ cho mình đi. Vote cho Nhi thì hãy comment là team Nhi, còn bạn này là team PATE. Rồi vô. Hãy để coi comment của team nào nhiều hơn, team Nhi hay team PATE đây. Hãy cổ vũ cho tớ nhé các cậu. Bây giờ em sẽ chọn Galaxy đi. Đó. Đào Galaxy. Tới anh sẽ chọn con này. Tích à? Nhìn nó giống tích quá. Con hạt nước, hạt mưa. Nhìn giống củ tỏi không? Con hạt mưa. À, đào này thơm quá đi. Rồi. 1, 2, 3. Các bạn hãy cổ vũ cho mình nhiệt tình lên nha. 1, 2, 3. Lâu lên. Lâu lên. Hay, có gì, có gì, có gì. Đừng ngại ngùng. Bây giờ tỷ số là bao nhiêu rồi ta? Tỷ số là 3 đều. Có 3 đều. Hồi nãy mới đều rồi. Em được không bỏ đi. Rồi chọn à, bây giờ em sẽ chọn một con bự bự. Con kiều. Con kiều. Con kiều. Đây là thần tượng của bạn PATE. Nhi cầm trong tay rồi bạn PATE rất là thương. Tao cầu tiêu. À phải cầu tiêu mà là cái toilet. Cái thôi nè. Cái toilet này nó có một cái license của toilet shop ở dưới cái nít. Cái toilet. Cái toilet. Đây. Bây giờ sẽ thử nha. Bây giờ cái này bớt. Sao sợi thư quá à. Thì bỏ xuống. Thì bỏ xuống. Không 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 không. Đi đọc đi. Rồi. Rồi. 1 2 3. Bạn nét đẹp thôi được luôn. Bớt cái này quặn đau luôn. Đau lòng luôn á. Đau lắm lắm luôn á. 1 tàn nát. 2 3. Lâu là vậy luôn ha. Bây giờ em sẽ chọn cái đồng hồ của Lay Lay. Tỷ số là mấy rồi? Em chỉ thấy là em dẫn trước anh hai điểm. Không nhớ tỷ số là mấy nữa. Rồi ok. Ok. Sau một thời gian chơi bị bào quá cho nên là em nó bị đó khá là buồn. Rồi bây giờ có một cái lesson của Lay Lay ở dưới đây, nó có hai chữ Lay Lay nữa. Lay Lay đâu? Nè Lay Lay. Ôi, bả vẫn còn rất hơn. Ôi, vậy con nào ăn là con này mà. Ngu gì nói. Con ngu mình nhớ. Nghĩ sao mà trời. Rồi, kệ. Trời, không cần. Không còn gì để thắng gì luôn á. Thật ra trên bàn là không còn bất kỳ cái gì để thắng luôn. Chị chọn cái trứng. Dạ. Sai lầm. Chị chọn lại. Trời ơi, chọn lại. Chọn cái dâu. Cười chọn sai lại. Tại vì nguyên cái đống trong này không có bất kỳ một cái vật phẩm nào thắng được Nhi trơn. Vui quá. 1, 2, 3. Nhi chỉ cần, em chỉ cần bóp nhẹ thôi, em không cần ngấu nghiến mà em cũng thắng rồi. Rồi, em để vậy đi. 1, 2, 3. Ủa, lại đua nữa kìa. Lại đua. Đâu, 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 đâu. Ê, đâu, ê, đâu. Bây giờ không có được chọn luôn mà. Em sẽ chọn siêu phẩm cuối cùng. Không, thật là siêu phẩm thứ nhì. Là một con thỏ của Kibru. Đây, có một cái license chữ Kibru dưới này. Nhưng mà kiểu license chìm á, cho nên là rất là khó thấy. Mà cái mùi thơm của nó vẫn được giữ. Chào. Vì như thế cho nên là giá trị của nó rất là cao. 300 nghìn. Cái con này rất là bé thôi. Thôi. Nè, nói gì nè. Ê, đừng, đừng gãy cổ. Chọn đi. Em thích anh chơi con này không? Anh lấy bánh bào.
sai lầm. Lại sai lầm. Sao nó cười vậy? Trong đây tất cả anh chọn đều sai lầm hết. Thôi gì chọn lại. Ok, 1, 2, 3. Vậy thôi, không cần méo mó, em đang cầm siêu phẩm mà. 1, 2, 3. Em nó vẫn còn thấp cổ dưới này. Nhưng mà anh ấy thì lại thắng được cái dài cái đầu. 4 năm các bạn sau là Nhi thắng đều đều. Trời ơi, nghĩ sao đấu siêu phẩm của Nhi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã bỏ. Đây, bây giờ em Nhi sẽ cho em thỏ đi cầu tiên. Đi cầu. Bây giờ là siêu phẩm cuối cùng trong cái tấm này. Miếng dứa của Volumbo. Đây, có chữ license. Hết rồi, đâu còn nào còn license nữa. Hết rồi. Này. Đây, chị sẽ chơi dưới tôi nữa. Trà sữa phải không? Ok. 1, 2, 3. Trà sữa, hãy giúp tôi win nào. Trà sữa là món ruột của em. Em chắc chắn nó sẽ không phản bội em đâu. Rồi. 1, 2, 3. Liêu. Quê. Anh còn chỗ này nó chưa có lên nè. Cái chỗ đó nó bị lủng mà. Chỗ là nó bị thiếu mướt mà ổng tưởng là cái gì đây. Tội nghiệp quá, chơi với những người công rành với xe là vui. Người ta không biết chơi như thế nào để thắng. Bây giờ thì số là 7 điều các bạn. Cậu chịu đỡ nó đi. Ờ không ngờ, ổng nói được vậy luôn, nó không biết ngại luôn. Rồi bây giờ tỷ số là cách xa lắm rồi. Anh cách rất là xa em, bây giờ em... quên không được bớt. Tự nhiên bốc thử, test rồi. Bây giờ, nãy giờ em đâu thấy đâu, mỗi này em thấy thôi. Bây giờ em sẽ chọn cái này. Cái xúc xích, xúc đứt. Bây giờ thua chắc là chọn của bánh. Eric chọn bánh luôn đi. Ok, 1, 2, 3. Biết chắc chắn là sẽ không bao giờ win được. Những cái món nào mà chậm tay em đã nắm trong tay rồi. Bây giờ em đã nhìn ở dưới tư rồi. 1, 2, 3. Trời, biết lợi dụng quá. Ê. Nhi là thắng. Hỏi nó nhiều, ăn gian, tự dừng. Cái xích này lâu thiệt. Cái này là rất là lâu nè, anh nhìn nè. Em chỉ cần nhúng nhẹ một cái thôi. Mới về nãy chọn cái xúc xích rồi. Trời ơi, bây giờ em sẽ chơi. Thu hoài luôn. Bắp gian đương. Em sẽ chơi bắp gian đương. Thì... anh chơi ba tay hả? Chơi luôn. Ok. 1, 2, 3. Chơi luôn. Lỡ thua rồi, không sợ gì. Dở. Thì em đang bắt thử coi cái nào nó sẽ chậm tăng hơn, em có quyền mà. 1, 2, 3. Chị bắt nữa. Tuyệt vời. Nãy giờ mình thắng có 2 cái. Anh thua trên toàn phương diện luôn á. Bây giờ em sẽ chọn cái nãy giờ thắng có 2 ván thôi. Chị sẽ chọn hát cả cái lớp. Chọn bánh bao. Ok bánh. Cái bánh thầm nó thua đậm luôn. Càng thua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đừng ý mập mà thắng. Nhỏ có giỏ đó hờ mì. Thua nhỏ. Nhỏ đó nha hờ mì. Thua hoài. Thua quá quạo rồi. Thua quá nhiều. Giờ tôi xè. Thôi giờ mình chơi lại từ đầu đi. Éo con vừa. Đây là một trong những cái mẫu pussy mà khi mà mới biết chơi pussy thì rất là thích cái mẫu này, như kiếm mua cho mình được. Thì lấy đậu phộng. Đậu phộng một tí. Anh định lạc trôi à? Anh định đậu, lạc trôi. Đậu phộng cũng có độc. Bị tẩm thuốc á. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Hãy giúp mình quyết một cái cho danh dự nào. Không thắng được danh dự luôn á. 1, 2, 3. Anh gian được. Thấy chưa? Đưa ra sao Nhi một giây hơn rồi mà vẫn thua Nhi. Trời ơi. Hình như mấy cái này nó không hiểu luôn á. Mấy cái này là giống như là đọc được suy nghĩ hay sao á. Nó biết mà ai sẽ chọn nó. Nó để thua á. Nó muốn mình thua Nhi. Chậm tay thì thua. Em chắc anh chơi hai con này. Chắc chơi đúng không? 1, 2, 3.
Tại vì cả ba món này nó đều không chậm tăng nhiều. Nó chỉ là bớt vô một cái là nó mạnh. Vậy là nếu mà em lên nào mà có một cái anh chưa lên là anh thắng đó. Ok, 1 thắng 2 luôn, thắng luôn á. Chơi luôn, 1, 2, 3. Ui, vậy sao? Vậy coi, chơi lại. Chơi lại. Đây là vòng đấu quyết định Nhi thắng hay là bạn PATE sẽ gỡ lại được một chút danh dự nho nhỏ. 1, 2, 3. Nhi thắng nữa rồi. Tuyên bố Nhi thắng toàn tập. Nhi thắng một cách rất thuyết phục luôn. Tuyệt vời. Và hình phạt là anh hãy ngồi chất hết cái đống whisky này vô lại bao bì giùm em nha. Hồi nãy em gỡ lại hết. Đó còn một bao bì để dưới chân đó nha. Nhớ nha, ngồi ngồi sát lên từng cái nha. Thôi em có 2 bao bì nữa còn tiền lương nha. Rồi bye bye mọi người, nhớ nha. Không, không, không.